Gỗ thì chúng ta có cũng khá nhiều. Bữa đi chặt mấy cây đát ót này nọ nè. Rồi chân gồ guốc nè, lấy xài luôn. Chó lẹ. Nói chung là sau khi bạn nghe câu đó, nếu bạn giận mình, bạn in sập hay là bạn trở thành anti fan gì đó thì cái đó là chuyện của bạn, không ai cấm được cả. Còn bây giờ chúng ta sẽ chăm sóc những người thật sự muốn xem. Và chúng ta sẽ xin lỗi những người nào là một cái người hâm mộ chân chính của Ỷ Thiên TV phải ngồi nghe những cái lời nói đó. Bây giờ chúng ta tập trung làm chuyện khác. Minecraft Featherbit Departed là do cái thằng Java nó không có nhận đúng cái cấu hình của mình, cho nên nó bị giống như là nó hết cái tài nguyên để sử dụng vậy đó, cái nó bị out ra. Và có lẽ mình nghĩ là mình sẽ có một đặc quyền cho các bạn ở trong xem trip này đi ha. Chúng ta sẽ hiện chat cho các bạn lên ở trên màn hình luôn. Đâu rồi, từ từ, từ từ, bình tĩnh. Mọi người hãy bình tĩnh. Rồi và chúng ta sẽ cho các bạn ở trên trip này được hiện chat lên. Thích không? Bình tĩnh, bởi vì cái này mình không có chuẩn bị trước nên mình cần phải chỉnh một số thứ ở bên ngoài. Cho nên chúng ta ngồi chờ một chút nào. Đâu rồi? Đây. Từ từ nhá. Do không có chuẩn bị cho nên nó lại như vậy. Ai chà. Cái giáp gì khủng? Đây rồi. Đó. Chúng ta đã có được phần chat lên trên. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh cái phần chat đó nằm ở đúng chỗ của nó. Các bạn muốn để phần chat nằm ở đâu? Và để tắt mất cái này đi. Cái này không cần thiết. Chúng ta sẽ để phần chat nằm ở bên góc. Có hơi bự quá hay không thì từ từ chúng ta sẽ giảm nhỏ lại. Rồi, chắc cỡ này là vừa. Như vậy là nhỏ rồi, như vậy là quá đủ. Ok, chỉ dành cho những người nào có xem trực tiếp ở trên Twitch mà thôi. Và nói chung những bình luận nào không phù hợp với lại phép lịch sự thì vẫn sẽ bị ban thôi. Có thể nói là cái này nó khác bánh nó thịt heo nhiều lắm nên không có giống đâu, đừng hy vọng là nó giống. À, xem chết. Chuyển hết má này luôn đi.
ta sẽ cần tới. Thôi kệ, cứ chơi tới luôn đi. Rồi đó, mớ này trap door chắc là cũng đủ sử dụng. Răng vàng không cần nữa, đục đi. Những bình luận nào vi phạm quy định ở bên dưới thì mới bị trừng phạt theo quy định của pháp luật thôi. Gỗ jungle là gỗ cực xấu, cái ván gỗ thì xấu, wood plank á, thì xấu, nhưng mà cái jungle wood á, thì lại đẹp, cái gỗ đó xây dựng đẹp lắm á. Bây giờ để nhớ coi, chúng ta sẽ cần phải. Rồi bây giờ để mở hướng dẫn lên coi. Giờ ngồi đây mà nhớ nữa, nhớ gì nổi. Và sau khi chúng ta up video này lên YouTube thì các bạn có thể xem được cái phần hướng dẫn ở trong phần description ở bên dưới. Mình sẽ để đường link ở bên dưới. Còn trong lúc này thì tất nhiên là không có đường link rồi. Rồi chúng ta làm sai rồi kìa, thiệt tình. Chúng ta phải xích ra thêm một ô nữa. Bây giờ chúng ta sẽ phải hình như là phải xích ra thêm một ô nữa. 1 2 3. 3 ô, ngay ô thứ ba không. Và ngay ô thứ ba chỗ này con zombie nó vừa rớt xuống. Zombie Pigman nó vừa rớt xuống. Giờ chúng ta đi lên một cái. Ta sẽ có tấm kiến ra tới ngoài đây lận. Phải không ta? Trên này là mình làm sai nè, phát hiện. Nhờ vậy mà chúng ta đã phát hiện chúng ta làm sai. Rồi, giờ chúng ta sửa. Nếu sai thì sửa, vậy thôi. Đúng, thiết kế bánh nít thịt heo là của No Crash. Nhiều người nói thiết kế này của Shizuma Void nhưng mà không đúng. Thiết kế này là của No Crash. Thiết kế quá tuyệt vời luôn. Đóng không đúng bên, nó không quan trọng gì mất hết, tại vì chúng ta cũng đóng lại thôi à, không đúng bên cũng hơi kỳ. Chúng ta cần ba cái trap door ở đây, mở ra, ok. Rồi à, bây giờ chúng ta sẽ đào xuống lần nữa. Bởi vì cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta sẽ rớt xuống nè. Ở dưới đây thì chúng ta vẫn tiếp tục. Các bạn phải canh cái ô ở giữa, đặt ra ba ô nha. Sáng tạo thêm hả? Sáng tạo thêm thì chúng ta No Crash chỉ giới thiệu cái cách để xây dựng thôi, rồi cái cách để chứa cái đồ mà tụi Zombie Pigman rớt ra đó thì chúng ta sẽ phải tự xử lý chuyện đó. Ở đây nhìn con heo dễ thương hả, bắt nó về nuôi đi. Chắc không có leo thang nữa.
Mình đang kiểm tra lại cái phần mình xây ở bên dưới cùng. Ok, nó cái phần này là cái phần quan trọng nè, bởi vì nó mà lại sai nữa thì lại mệt. Đây, và trước khi chúng ta đào chỗ này ra đặng đặt trap door thì chúng ta cần phải đẩy con này ra trước. Giờ chúng ta đào ra để đặt mấy cái trap door đi. Hãy nhớ là trap door sẽ phải nằm ở mặt trong nha, mặt trong này nè, chứ không phải mặt ngoài này. Nói chung là vậy, còn ai không nghe xây làm sai thì gánh chịu. Chỗ này hiểm ta sẽ đắp lại luôn, chặn lại hết. Chúng ta sẽ đục một cái đường đi lên trên. Đó là lý do tại sao mình lấy cầu thang. Oh yeah, con zombie pigman đi ra, đứng đó làm không đặt được cái cầu thang. Rồi giờ chúng ta có thể đi lên và đi xuống. Chỗ này hãy đặt lên. Bây giờ mà rớt xuống dưới là chỉ có chết, chắc chắn luôn, chỉ có chết. Thiết kế này chắc chắn là không giống năm ngoái rồi đó. Nội thấy cái vụ này đã khác năm ngoái rất là nhiều. Bây giờ chúng ta hãy coi thử coi có vấn đề gì cần lưu ý nữa hay không. Rồi, thì chúng ta sẽ cần ở bên đây. Khoan khoan khoan. Hơi ra ngoài một chút. Mình sẽ xây giống 100% luôn chứ mình không có để cho nó sai sót một thứ gì, bởi vì mình muốn nó thật sự chính xác. Rồi. Đây là một bên, chúng ta còn bên này nữa. Đập ra lộn rồi kìa. 24. Rồi đấy. Ở đây sở dĩ chúng ta có cầu thang là vì ở đây đã bịt kín rồi. Con zombie Pigman nó không rớt vô chổng được, không đi vô chổng được á. Nó phải đi lên trên này và nó chạy vô đây nó rớt xuống. Đó là lý do tại sao chúng ta phải có cái đường đó. Trapdoor. Đây là trapdoor có 1.9, có thể đặt rất là thoải mái. Đặt ở đây được, ở đây được nè, nó có thể đặt liên tục được. Còn trapdoor có 1.8 thì bạn không làm được. Và bây giờ đã có một con heo đã đi quyên sinh. Giờ chúng ta sẽ cần phải xây dựng cái thiết kế y chang như vậy cho ba bên còn lại. Và chúng ta hãy xác định cái vị trí ba ô ở giữa. Rớt lên slam lock, nếu bạn bấm phím cách là phím nhảy á, thì bạn sẽ mất máu. Còn nếu không bấm gì hết thì nó ê, không bấm phím nhảy thì không mất máu, còn mà nhảy xuống bấm ship là chết luôn. Chà, chúng ta cần phải lên trên trước. Ta cần phải đi lên trên nào. Giờ để mở cửa lên. Heo nó muốn thử nghiệm, đúng rồi đó. Nó trở thành vật thí nghiệm. Đúng vậy. Bạn có thể lên internet để search cái thiết kế của No Crash. Đó là thiết kế cải thiện của thiết kế năm ngoái. Thiết kế năm ngoái nó dồn lại một chỗ, nhưng mà thiết kế năm nay thì nó lại khác. Nó sẽ đẩy XP vào giữa. Đó là lý do tại sao mà mình phải chuẩn bị khá là nhiều kiến cộng với trap door.
trapdoor này đặt lên thì zombie Pigman nó sẽ không xuất hiện ở đây, nhưng mà nó cũng không có ngán tầm nhìn của tụi zombie Pigman. Cái cầu thang kia làm rộng hơn nó cũng không ích lợi gì hết, cho nên chúng ta không có cần phải mở rộng ra thêm làm gì. Ấy à, ấy à. Rồi, chúng ta mở mấy này ra luôn. Đây là tầng trên cùng, chúng ta làm trước. Nói chung đi phải cẩn thận, còn đi té là do bạn thôi. Đi làm sao, ăn ở làm sao để té xuống lỗ, rớt xuống. Lộn rồi nè. Đang lo nhìn bình luận bên ngoài. Trapdoor này nó chặn lại. Con zombie Pigman nó nhìn, nó tưởng nó nhìn thấy chúng ta ở đây nè. Nó tưởng chỗ này đi được. Chúng ta đặt cái phần trapdoor bên dưới này á là để tụi quái nó nghĩ là chỗ này bước qua được, nhưng mà nó sẽ lại rớt xuống dưới. Thiết kế năm ngoái tốn ít tài nguyên hơn bởi vì nó phù hợp với lại cái AI của năm ngoái, là cái trí thông minh của tụi Zombie Pigman á. Bây giờ trí thông minh nó là được nâng cấp rồi, nó thay đổi nhiều cho nên chúng ta cũng phải thay đổi theo. Mà thiết kế năm ngoái tụ về một chỗ mệt lắm. Nó thịt heo cần phải 3 tầng không? Một tầng cũng được, nhưng mà cái số lượng nó sẽ xuất hiện ít hơn vậy thôi. Tùy thuộc vào bạn muốn cái farm nó có sản lượng cao hay thấp mà bạn có thể tự mà điều chỉnh. Nếu bạn không thích sản lượng cao thì cứ từ từ cũng được. Không vấn đề gì cả. Giờ chúng ta xuống dưới tầng thứ hai. Chúng ta sẽ xây dựng tầng thứ hai nào. Có lẽ chúng ta phải làm thêm trapdoor rồi đây. Nếu bạn chưa biết thì khi chúng ta đặt cái trapdoor như vậy nè, những con quái tưởng là vẫn đi được nhưng mà thật ra không đi được, nó rớt xuống, nó sẽ bị rớt xuống, nó vẫn bước qua rồi nó rớt xuống. Nãy chúng ta làm cũng nhiều trapdoor lắm đó nhưng mà lại không đủ. Đi ngược lại. Update não nó không vướng đâu, nó chỉ vướng khi bạn bởi vì người ta cũng đã thử rồi, nó chỉ vướng khi bạn đặt như thế này. Nó đi lại cái ví dụ như là đây là cái chỗ mà nó đi từ hướng này qua, bạn đặt như vậy thì nó mới vướng, còn đặt ngược lại đi từ bên này qua thì nó không vướng. Rồi quay lại chủ đề chính đi. Quay lại chủ đề chính đi. Lạc đề rồi. Cái thiết kế này phải xây lại mọi thứ 4 lần. Hơi mệt một chút. Mắc mắc cúp. Và chúng ta không đủ lượng trapdoor để sử dụng. Rất may mắn chúng ta có đem gỗ lên trên này.
Và chắc đổi hết mớ gỗ bên này ra luôn. Đặt ọt. Rồi giờ chắc chắn là phải đủ. Ây da, nó đẩy đi. Dư thì cũng không sao cả, không vấn đề gì, thà dư còn hơn thiếu, thiếu mới mệt, dư thì có gì đâu. Bây giờ chúng ta sẽ xây dựng cái đường đi xuống 24 nha. Nhiều thứ cần phải cầm trên tay quá vậy. Này không cần. Làm sao để canh được ô ở giữa ở đây? Mỗi bên 3 là thành ô ở giữa. Nó cũng đơn giản thôi. Nó không có gì khó đâu. Chúng ta để trap door là để kháng quái. Còn nếu ai muốn tiết kiệm thì tùy bạn. Lúc đó sẽ có con zombie Pigman nó đứng đâu đây nè. Nếu bạn thích như vậy thì tùy. Hình như là trời đang mưa. Rồi và chúng ta đã có được đường đi lên đi xuống giữa hai tầng này. Tầng ở trên thì nó sẽ rớt thẳng xuống thôi, còn tầng này thì nó sẽ đi lên đây để nó rớt xuống. Và còn hai bên kia thôi. Oh yeah. Lâm Farm chúng ta đã giới thiệu rất là kỹ trong những cái tập trước, nhất là cái tập mà xây dựng rồi. Rồi giờ đi lên thoải mái rồi. Chỗ cầu thang hả? Cầu thang là 24. 24 là đi được, không nhất thiết phải 25 đâu, 24. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung trả lời những câu hỏi liên quan đến bánh donut thịt heo là chính, còn những câu hỏi nào không liên quan thì chúng ta sẽ không có để tâm tới trong thời gian này. Bởi vì giờ nào việc đó làm cái gì thì trả lời vấn đề đó thôi. Lên chảnh đào xuống cho nó dễ dễ canh hơn. 23 rồi 4. Và chúng ta chỉ còn bên này. Nãy giờ là gần 35 phút và chúng ta đã chuẩn bị gần xong được 3 tầng của bánh donut thịt heo. Đã thật.
Như vậy mới gọi là làm việc có năng suất chứ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. Ây chà. Năm ngoái là để con Golem giết chơi cho vui thôi chứ. Uống nước hả? Uống nước để làm cái gì? Cẩn thận, nó lại đi về hướng này, đập đầu nó là mệt đó, đập đầu nó cái nó đánh lại, trong khi nó là người lũi vô cho đập đầu. À, đi ra coi mấy đứa, chỗ người ta đang xây dựng mà, đi ra coi. Cái thằng này đi ra thiệt tình. Thấy không? Chỉ cần nhìn ở dưới lên là làm lộn. Thiệt luôn. Đẩy nó xuống lộ. Ui. Rồi, và chúng ta đã hoàn thành xong được 3 tầng để cho tụi nó lên xuống. Và bây giờ là thời điểm để mình mở cửa đi ra, mình mở lộn cửa. Đó, các bạn thấy không? Nó vừa bước lại cái nó đi xuống luôn à, nó đâu có đi qua bên kia được đâu. Xây xong bánh nó thịt heo chúng ta sẽ làm gì nữa? Thì thiên cơ bất khả lộ. Từ từ rồi biết. Bây giờ chúng ta hãy đóng cửa lại. Chúng ta hãy đập bỏ cái lớp ở trên đi. Rồi đó. Chúng ta sẽ đập ở đây luôn. Thiên cơ bất khả lộ. Ừ, làm cầu ta, cầu thang ở giữa hai tầng cuối. Bây giờ chúng ta sẽ để lại cục này để làm dấu. Bây giờ đây là 246, chúng ta sẽ cần phải xuống dưới 20 ô. Nghĩa là 226. Và trước tiên, mình muốn đi lượm lại cái mớ đá cuội. Cửa trên chưa đóng. Đâu kiểm tra thử coi ai nói cái cửa nào chưa đóng. Ẩu rồi. Ha. Rồi làm sao qua bển? Lại đắp cầu qua bển chứ sao giờ? Thiết tình không để ý. Ây da, cẩn thận. Rồi, em này làm gì đây? Đừng có đẩy lẫn nhau chứ, té đấy. Rồi. Hai đứa lận, hèn gì. Hai đứa bay sẽ có hai thằng phải thi nhau để coi đứa nào sống. Rồi đó. Đóng, đóng, đóng. Và hãy nhìn lại một lần nữa, còn cửa nào chưa đóng chúng ta đóng luôn.
trước khi chúng ta đập bỏ hết cái đường này một lần nữa. Trapdoor là để chặn zombie Pigman xuất hiện ở chỗ 3x3 này thôi. Và xuống. Ta hãy xuống dưới. Mình sẽ cần phải lấy thêm đồ cho nên mình sẵn mình xuống dưới mình lượm đá cuội luôn. Ghê chưa, ghê chưa. Sau khi bạn triệu hồi con Wither ra và bạn thả rông nó nó sẽ biến thành một cỗ máy tàn phá kẻ hủy diệt chứ không phải là cái con Wither đàng hoàng nữa. Sticky piston hả? Ta còn tới 9 cái ở đây. Đổi luôn đi. Ta sẽ cần sticky piston, cần và đá cuội bỏ lại. Gỗ bỏ lại, trap door bỏ lại. Và cái quan trọng là kiến. Chúng ta chưa có hopper, thiệt tình luôn. À, anh ta có sắt nè, hồi nãy mình có lấy theo sắt, ta cần làm theo hopper. Mình sẽ làm khoảng mỗi bên đó chắc cũng nhiều hopper lắm mà nha. La làm giật mình đó. Ta sẽ làm khoảng 24 cái trước đi, bởi vì mình chưa biết chính xác là chúng ta cần bao nhiêu. Chúng ta sẽ cần sticky piston, cần piston rồi cần redstone này nọ. Chết đó thì chúng ta để lại. Rồi coi như chúng ta đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Và chúng ta cần lên tầng 226. Là xuống 20 ô. 20 ô đó rồi chúng ta phải xuống thêm 5 ô nữa là 210, 221. À, nước đá đúng rồi quên. Không nói tôi cũng quên lấy luôn á, nước đá và slime block. Nước đá và slime block. Chúng ta cần bỏ một vài miếng thịt thối lại. Dục. Sắt thì bao la, có vàng thì hơi hiếm. Mình không biết là do bản 1.9 hay là do cái seed hay là do cái thế giới này mình chọn mà vàng nó thật là hiếm. Đào thì thấy toàn là sắt không à, sắt phải nói là sắt rất nhiều luôn á. Ăn miếng gì vô coi. Thịt thối có chức năng nào khác? Bạn biết được chức năng gì? Hai trăm hai sáu, giờ chúng ta đi xuống. Đây là 221, cách 5 ô. Giờ chúng ta cần phải xuống ngay bên dưới cái thằng đó. Rồi, chắc là chúng ta đã nằm ở bên dưới nó rồi đó. Giờ chúng ta sẽ cần phải xây dựng cái đường đi lên.
Một cái kinh nghiệm cho bạn, khi đang xây dựng một món gì đó, đừng bao giờ đặt cầu thang máy hay gì vô hết á. Bởi vì thế nào là bạn làm xong bạn phải đập bỏ. Mệt lắm. Bên mình không có mưa, hồi nãy chỉ là một vài giọt nước thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cần một cái chữ U như thế này và đi xuống 20 ô. Bây giờ 3 4 nè. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 và chỗ 10 thì mình muốn chúng ta làm dấu để sau này chúng ta biết ở đâu là 20 ô. Vì thế chúng ta sẽ có như vậy, đánh dấu 10. Bạn muốn làm hình chữ nhật cũng được, bởi vì ở trên nó con zombie pigment á, chúng ta hãy nhìn cái hướng nó đi từ hướng bên ngoài đi vô, từ vòng tròn bên ngoài đi vô vòng tròn bên trong, nghĩa là nó đang chạy về phía này nên nó sẽ đẩy nhau rớt xuống dưới, mà cái trap door đã chặn nó lại rồi thì cái hướng rớt của nó sẽ là cái hướng rớt ra cái vòng tròn bên trong á. Vì vậy chúng ta không có cần phải ốp cái phần sau cũng được. Ở cái phần sau thì bạn tùy bạn muốn ốp cũng được, không sao, nhưng mà nó không thật sự cần thiết. Đặt cầu thang lên kiến hả? Hình như là không được. 1, 2, 3. Rồi, giờ chúng ta có thể nói là khá an toàn. Cuộc thảm sát heo quy mô lớn. Hai ô á, không cần hai ô đâu, một ô là được, bởi vì con zombie pigman sau sẽ đẩy con zombie pigman trước, thế nào nó cũng rớt à. 1 2 3 4 5, bây giờ phải kiểm tra lại 1 2 nè, 3 4 5 nè, chỗ đây là 6 7. Rồi. Đây. Ở đây phải là 20 mới đúng. Rồi đó. Và đếm lại coi nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và chúng ta đã đúng. Cái này trượt chân xuống có phải Feather Falling cũng chết. Bởi vì đây là tầng thứ 225, là hơn 100 ô rồi. Bạn rớt khoảng 50 ô là có Feather Falling cấp độ 4, full giáp kim cương thì còn có thể.